Khoan, dừng. Đã có trống là phải có người múa. Mời Lâm Vĩ Dạ. Tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn thì bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề trách người hay dần đời mau đổi thay. Rồi, rồi, cảm ơn. Tôi chưa thấy bà nào mà rớt như cái bà này. Em là phải trách nhiệm dữ lắm đó mới hát được với Ngân đó. Chúng ta đến với một sản phẩm của một thế hệ gia đình đông con đẹp gái từ Cai Lậy, Lê Huỳnh Thúy Ngân. Em xin được giới thiệu sản phẩm đặc trưng của miền Tây quê em, đó chính là kem đánh răng diệt nghiệp. Mọi người ơi, mọi người đừng để hàm răng chúng ta bị ố vàng vì những mảng bám của khẩu nghiệp. Sử dụng kem đánh răng diệt nghiệp để có một hàm răng trắng sáng, không khẩu nghiệp, không mảng bám. Xin hỏi ai là những người có thể dùng được loại kem này? Những ai mà hay sân si, mà hay kể xấu người khác và hay nói người khác mập thì nên dùng kem đánh răng này nha. Em nghĩ là em sẽ tặng cho anh một năm sử dụng kem miễn phí của em đó anh Giang à. Bé này ốm quá lòng hả? Bé này thon thả. Thon. Anh em mình không dùng kem này. Chắc dùng kem này nên vậy đúng không anh? Hôm nay Harry sẽ đưa cái sản phẩm rất là đặc biệt, đó là sân tịnh khẩu. Thúy Ngân thì không có như vậy đâu, vì dạ thì chắc thầy phải nhiều hơn. Bình thường là con người hay khẩu nghiệp. Tịnh khẩu không phải là khẩu nghiệp, tịnh khẩu là dùng cái son mà vô là cái miệng mình không nói nữa. Không nói nữa. Đúng rồi, thì em biết ai dùng nhiều nhất là gì? À, cầu gì MC bên 17 đó. Chuyển qua quận tư rồi. Cái tai khéo. Có thể đến gần xem không anh? Xem luôn đi. Dạ biết cái này là cái gì. Em không thể nào ngồi một chỗ được. Thanos hả? Dạ, Luffy. Luffy là ai? Thần tượng của em á. Luffy mũ rơm. Trong 7 viên ngọc rồng. Dạ không, trong chuyện One Piece. Không biết luôn. Ba em á bao nhiêu tuổi? Dạ em cũng không nhớ. Ba mình bao nhiêu tuổi mà không biết? Má nhiêu tuổi? Má bằng tuổi ba. Má bằng tuổi ba mà hỏi ba không biết là coi như là không biết tuổi má luôn. Dạ. Giờ anh hỏi một câu nữa, ba má có làm nghề này không? Dạ chưa có. Có nghĩa là em nói với ba mẹ rằng hãy truyền nghề lại cho con để con làm. Dạ tôi nhìn chỉ tay tôi biết được là truyền thống gia đình bạn làm nghề này bao nhiêu năm dựa trên cái số đường chỉ tay đây. Đây gọi là đường truyền thống của gia đình ha. Cho nên là đừng có chối tôi nhìn. Kế bên là cái đường ra cầu Bình Lợi nè. Em bán ra một bức gì là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ những tác phẩm như hiện tại em trưng bày thì em không bán. Niềm đam mê thôi. Dạ đúng rồi. Bữa nào tạc tượng chị đi. Ai là số 1 20 giờ chủ nhật trên kênh Phi Giải Trí.